Xin chào anh em nha. Sau khi chương trình mà khuyến mãi ở shop Hai Bánh chi nhánh Cần Thơ vừa mới kết thúc xong, thì Nhật thấy được rằng sự ủng hộ cũng như là yêu mến của anh em khu vực miền Tây, khu vực Cần Thơ ủng hộ rất là nhiều, đúng không? Thì từ đó Nhật sẽ chia sẻ với anh em về một cái ưu đãi hấp dẫn nữa để anh em có thể trải nghiệm những cái cách thay nhớt, những dịch vụ thay nhớt chuẩn 5 sao mà giá vốn tại shop Hai Bánh của mình. Và dĩ nhiên rằng chỉ có tại shop Hai Bánh Cần Thơ thôi anh em. Ở đây thì anh em sẽ chọn được các dòng nhớt chính hãng hàng đầu thế giới khá là nổi tiếng như là Motul nè, Seal nè, Mobil nè, hay là Liwi, Repsol đầy đủ cho anh em có thể dễ dàng lựa chọn dòng nhớt tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Nhật sẽ view sơ cho anh em xem thấy những dòng nhớt mà anh em có thể dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm được sơ bánh mình. Motul 3001 hay là Seal AS7 chỉ còn 108k thôi anh em à. Thay vì giá vốn của nó sẽ là 120k. Rồi đến nhớt Motul tổng hợp dành cho xe ga hay là Seal Ultra dành cho xe ga chỉ còn 157k thôi anh em. Trong đó còn có những dòng nhớt cao cấp luôn mà anh em được trải nghiệm giá vốn như là Motul 300V. Siêu cao cấp dành cho những anh em hay đi tour, đi phượt hay những đi chuyến đi đường dài dành cho con xe mình khá là bốc, thì giá vốn của nó hiện thời chỉ có là 409k thôi. Anh em mà đi những dòng xe phân khối lớn hay là thường hay đi những tour dài thì chắc chắn rằng không thể nào mà không biết tới dòng Motul 300V này được, đúng không? Và những anh em thường hay yêu thích cái cảm giác êm mát của Liwi thì không thể nào mà Nhật không chia sẻ cho anh em được. Hiện thì giá vốn ở chi nhánh Cần Thơ được áp dụng sắp tới sẽ là đối với Liwi Molygen cấp 30 và 40 luôn, chỉ còn 270k cho anh em thôi thay vì là 300k. Rồi tiếp đến nữa là những dòng First Circling mà anh em thường hay chia sẻ với nhau thì anh em rất là quen thuộc với nó, với cảm giác êm mát của nó rồi, đúng không? Thì đến từ anh, giá gốc của nó hiện thời tại chi nhánh Cần Thơ sẽ chia sẻ với anh em rằng chỉ còn 193k cho dòng Fit chai 1 lít này thôi. Thật sự là Nhật thấy còn quá hời đúng không anh em ơi. Đây thật sự là lần đầu tiên mà áp dụng giá vốn và chỉ dành riêng cho anh em miền Tây và khu vực Cần Thơ thôi anh em. Và dĩ nhiên rằng phải có thời gian nha anh em. Chỉ áp dụng trong tháng 8, chỉ trong tháng 8 thôi anh em ơi. Những anh em ở khu vực miền Tây, khu vực Cần Thơ, nhanh tay lên nè. Rồi thì bây giờ Nhật xin mời anh em cùng đi tham quan sơ qua khu vực của khách chờ cũng như là khu vực thay nhớt chuẩn năm sao của shop Hai Bánh. Thì đầu tiên sẽ là không gian rộng rãi để anh em ngồi chờ nè, thoáng mát, rồi wifi, rồi nước lạnh, giải khát đầy đủ cho anh em luôn, quá thoải mái đúng không? Cũng như là anh em sẽ quan sát được xe mình dễ dàng nhất khi mà thợ đang làm dịch vụ cho anh em. Những dịch vụ thay nhớt tại shop Hai Bánh của mình sẽ là những dịch vụ gọi là chuẩn, kỹ và sạch sẽ xe khách hàng, đúng không? Thì khi xe anh em vào sẽ luôn dựng ở một khu vực rộng rãi, không chật, rồi bắt đầu mới gắn hai cái bao tay này vào để bảo vệ những phần bao tay của anh em khi mà thợ thao tác, tránh tình trạng dơ cũng như là dính nhớt. Tiếp đến là những dụng cụ đồ nghề chuyên dụng. Ví dụ đơn giản thôi là cái thao xả nhớt thôi cũng phải có phần lưới này, để cái việc mình xả nhớt ra xem thử lông đền nó có nhớt rớt hay không, hay là ốc cặn này nọ mình sẽ thấy được, tránh tình trạng mà rớt lông đền xuống dưới nhớt dư, nhớt cũ làm mình tưởng đó là mất lông đền. Còn việc xả nhớt thì chắc chắn là phải sử dụng những đồ nghề mới, tránh tình trạng mòn hư ốc của anh em. Và xả sẽ là xả ốc phía dưới nha anh em. Vì mình xả ốc phía dưới này thì những lượng nhớt lâu ngày động lại nó luôn lắng ở dưới chứ không thể nào mà ở trên được. Như vậy thì mới sập được con xe của anh em. Như anh em cũng biết thì nhớt khi mà mình sử dụng xe thì những cặn hay là những cái bọn này nọ của nhớt nó luôn đóng ở dưới, thì mình xả như vậy thì nó sẽ theo đó và nó trôi xuống dưới hết. Còn về việc hút thì shop Hai Bánh mình tuyệt đối không sử dụng cách đó. Tuy là nhanh nha, tuy là hút rất là nhanh và tiện cho thợ cũng như là an toàn cho những cái vị trí ốc ấy nọ, nhưng mà hút sẽ không đảm bảo rằng vấn đề sạch nhớt được của anh em, những ở cặn hay là còn dư nhớt lại khi mình đổ nhớt mới vào thì cái cảm nhận nhớt của mình sẽ không tốt, cũng như là dư như vậy rất là ảnh hưởng tới động cơ. Chưa hết đâu nha anh em, đã là xả ở phía dưới sạch rồi thì trên những ngóc ngách của động cơ mình nó cũng phải còn những vị trí mà động nhớt lại. Thì việc nghiêng xe bên này có thời gian cố định, nghiêng xe bên này có thời gian cố định sẽ giúp cho việc xả hoàn toàn hết những cái nhớt cặn của mình, cho dù là đang nằm trên ngóc ngách nào đi nữa. Anh em thấy đó, mình vừa mới cận cảnh cho anh em xem, tuy là nghiêng nhiều lần như vậy nhưng mà đến lúc nào đó thì nhớt nó không còn chảy thành tia nữa thì mình mới ngưng, chứ còn không nghiêng nữa cũng như là hút nữa thì nhớt nó dư cỡ nào đó anh em. Sau đó thì chắc chắn rằng sẽ sử dụng giấy sạch dai và mịn, tránh tình trạng bã giấy ra, để mình lau lại tất cả những ốc hay là dụng cụ của những cái thiết bị, những cái phụ tùng trên xe mà mình mở ra như vậy, lau hết tất cả vị trí nha. Cái việc sử dụng giấy này anh em thấy sẽ thấy được khu vực này dơ, và mình sẽ quay qua đây lau lại mỗi một cái linh kiện ốc mở ra như vậy sẽ là một tờ giấy để giúp sạch nhất con ốc của anh em. Về việc sử dụng giấy này sẽ sạch hết tất cả những vị trí răng ốc cũng như là lông đền,
Tuy nhiên thì tùy theo dòng xe, nếu lông đờn này ở trong hãng, họ sẽ khuyên anh em rằng mỗi lần thay nhớt là mỗi thay lại lông đờn, nó sẽ bị xẹp lại theo thời gian mà anh em siết một lần hai lần. Tuy nhiên thì tại số hai bánh mình sẽ kiểm tra xem lông đờn của anh em còn sử dụng được hay không, để việc mình siết vào lốc máy nó đảm bảo vấn đề kính, tránh tình trạng xì nhớt. Đến khi nào mà cái lông đờn của mình nó đã biến dạng quá nhiều, cũng như là cảm thấy cần phải thay để đảm bảo an toàn cho cái lốc máy, thì lúc đó sẽ tư vấn cho anh em thay mới. Còn về việc mình đã xả ốc phía dưới và nghiêng xe như vậy, thì chắc chắn rằng ở phía dưới lốc máy của mình nó sẽ dơ, dính nhớt. Thì mình sẽ dùng một tờ giấy nữa anh em, lau lại vị trí này sạch sẽ để tránh tình trạng mình siết vào nó còn bám lại nhớt ở trên này. Khi mà mình di chuyển xe nó sẽ dơ dưới này, rất là khó vệ sinh cũng như là khó rửa. Và thao tác kế tiếp sẽ là sử dụng tay anh em giã ốc vào. Đó, nó phải sát mặt như vậy. Sát mặt rồi có nghĩa là đúng răng, đúng hành trình răng của ốc. Và dùng dụng cụ siết lại với lực vừa đủ. Anh em cũng biết lông đền nhôm hay là lông đền chặn con ốc siết nhớt á, nó sẽ là non hơn so với lốc máy, cho nên lực siết của mình vừa đủ, giặt một cái là ok, không lo ngại vấn đề hư lốc máy của mình. Anh em cũng biết ha, nhiều khi á mình sử dụng vải như vậy lau ốc xả nhớt hay lau các vị trí nó vẫn sạch. Tuy nhiên thì shop hai bánh mình nhận được rằng á, trên vải này sẽ có nhiều bụi vải cũng như là dơ của vải này nó dính vào. Thì bây giờ không sử dụng vải nữa mà sẽ sử dụng giấy để đảm bảo an toàn hơn cho những linh kiện ốc trên xe của anh em. Chắc chắn là phải giấy đủ tiêu chuẩn anh em ha, dai và cứng. Rồi tiếp đến vải này thì bây giờ sẽ làm gì? Là vừa lau tay và vừa che vào cái kềm để mở lại những con nắp nhớt của anh em bằng nhựa, tránh tình trạng chày. Đó, như vậy thì đã tránh tình trạng chày cho nắp nhớt của anh em rồi. Cứ mỗi hàng tháng hoặc là một tháng rưỡi, hai tháng anh em thay nhớt một lần. Nhưng mà nắp nhựa này nếu như mà không kỹ sẽ chày và xấu con xe của mình. Đã là thay nhớt chuẩn 5 sao để anh em trải nghiệm rồi, thì bất cứ vị trí nào trên con xe mình liên quan đến vấn đề thay nhớt phải sạch. Ví dụ như anh em thường hay thay nhớt, nếu mà lỗ châm nhớt này không vệ sinh lại thì trên thành của nó sẽ dính khá là nhiều cát. Mình siết ốc nắp nhớt lại thì nó sẽ hở và xì nhớt. Hoặc là thậm chí những cát trên đó nó rớt vào cái động cơ của mình, gây hại đến động cơ. Thì ở đây sẽ sử dụng lại những cái tờ giấy tiếp tục dai, tránh bụi giấy, để mà lau kỹ lại cái miệng châm nhớt của mình. Rõ ràng là đã kỹ xe cho anh em từng chi tiết rồi, thì bây giờ đồ nghề dụng cụ cũng phải kỹ, cũng phải sử dụng thêm một tờ giấy nữa để lau lại những cái quặng như vậy, để tránh việc tình trạng mình châm nhớt vào mà trên này nó có nhiều cát hay là bụi ảnh hưởng về lâu về dài cái động cơ xe của anh em. Tiếp đến anh em miền Tây, anh em Cần Thơ ơi, với dòng nhớt Liwi Mulligan này thì anh em quá quen thuộc đúng không? Cấp nhớt có thể chọn từ 30 đến 40 để anh em có thể tùy biến những cung đường của mình đi gần hay đi xa. Tuy nhiên thì cấp nhớt tổng hợp giúp cho mình đi được quãng đường từ tầm khoảng 2.000 đến 2.500 lận. Với đặc tính của nhớt á, là sẽ êm và mát, giúp anh em trải nghiệm một con xe của mình lúc nào cũng mượt mà hơn. Đó, thay vì là giá 300.000 cho chai nhớt 1 lít đến từ Đức mang thương hiệu Liwi này, thì hiện thời các anh em miền Tây và anh em Cần Thơ á, sẽ được ưu đãi cực kỳ tốt với giá vốn trong tháng 8 này chỉ còn 270k thôi, dung tích 1 lít, thì anh em thấy thật sự rất là hời. Còn riêng đối với dòng NVX thì dung tích nó 900, thì anh em sẽ chưa lại giống như Nhật như vậy. Còn về thao tác châm nhớt vào xe cũng phải là chuẩn và kỹ, đúng theo cái thao tác của nhà sản xuất đưa ra luôn anh em à. Với chai nhớt tổng hợp này thì nhiều thành phần phụ gia đúng không, thì mình buộc phải lắc trước khi châm vào ha, lắc cho nó đều lên để tránh tình trạng như phụ gia nó bị lóng, bị đau lóng ở khu vực nào đó trong một chai nhớt. Mở siêu nó kỹ như vậy ha, đảm bảo nhớt chính hãng siêu đầy đủ cho anh em. Và dung tích 1 lít này thì anh em mình sẽ đổ vào với lại 900 cho dòng NVX. Về chai dung tích 1 lít của Liwi hay một số dòng nhớt khác như là Fossilin hay là Motul, Repsol, Mobil đều có những gạch như vậy để anh em có thể canh rất là dễ dàng nếu như mà muốn thay ở nhà. Thì cho dù là anh em thay tại shop hay là thay ở nhà thì hiện thời giá vốn áp dụng tại chi nhánh Cần Thơ vẫn luôn được áp dụng với anh em trong tháng 8 này. Thì mình cứ canh đối với nợ 900 thì mình cứ canh chừa là một gạch là ổn nha anh em. Vậy thì anh em ơi, nhớt dư để làm gì? Đã là 5 sao rồi, đã là kỹ rồi, đã là chuẩn rồi, thì bây giờ mình phải đóng nắp lại và máng lên xe cho anh em mang về để anh em tích góp lại đủ dung tích cho con xe mình nữa. Thì mình sẽ đem qua để số hai bánh mình thay, cho dù là bây giờ hay là sau này đều không tính cọc. Rồi thì chia sẻ với anh em vậy thôi về dịch vụ thay nhớt chuẩn 5 sao. Bây giờ thì sẽ thao tác tiếp theo vẫn là những tờ giấy chuyên dụng này, lau lại nắp thâm nhớt của anh em từng vị trí ngóc ngách
tránh tình trạng cát hay đất nó còn dính trên những cái răng này hay là trên lông đền này, khi mình siết vào nó sẽ không sát đó anh em, phải kỹ như vậy. Giấy mà nếu mà lỡ mềm hay là vải mà lỡ có dơ thì lúc đó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới nhớt của mình, còn việc lau như vậy sẽ sạch sẽ từng chi tiết cho mình. Anh em thấy giật mới siết tay xong cho nó chặt lại rồi thì sẽ sử dụng kềm và vải lót lại để siết lật vừa đủ nữa ha. Ok, và anh em ơi, những cái gì kỹ nhất với dịch vụ thay nhớt năm sau này, những cái gì mình chăm sóc con xe của anh em cũng như là chăm sóc cho anh em đỡ phải mệt và nhớ thời gian thay nhớt thì đây, phiếu nhắc thay nhớt cho anh em. Tùy theo loại nhớt sẽ có ô đô khác nhau và tùy theo cách chạy của mỗi người sẽ có ô đô khác nhau. Ví dụ như xe anh khách này là thay Molygen và anh muốn đi đường dài nhiều thì thời gian thay nhớt sẽ sớm hơn so với anh em đi bình thường. Thì với nhớt này em đi có thể 2.000, 2.500 hoặc hơn, nhưng mà ảnh muốn thay sớm hơn Nhật sẽ nhắc ảnh với ô đô hiện thời là 45.000 và tiếp đến cần phải thay là 47.000 nha anh em. Mình sẽ dán lên đây thì mỗi lần anh em chỉ cần gỡ lên lấy đồ hay là xe nào có bình xăng ở đây thì mình sẽ thấy được và nhớ thời gian thay nhớt để chăm sóc con xe của mình. Đó là những cái điều mà Sáu Bánh mình luôn nghĩ cho khách hàng từ những dịch vụ nhỏ nhất. Anh em thấy mình đã làm xong thay nhớt rồi đúng không? Dịch vụ năm sau thì phải còn nữa nha anh em, theo Nhật. Và anh em ơi, tất cả những dịch vụ anh em làm tại Sáu Bánh thì shop Hai Bánh mình đã đúc kết kinh nghiệm để phục vụ anh em tốt nhất và trải nghiệm năm sau về dịch vụ thay nhớt cũng như dịch vụ khác đúng không nè. Thì những cái việc chăm sóc lại con xe của anh em sau khi làm bất cứ gì như là bây giờ Nhật sẽ bơm bánh xe hay là Nhật lau kính, lau mặt đồng hồ cũng như là tăng thắng, tăng sơn, tăng con cho anh em những con xe số, đều là số hai bánh mình nghĩ ra đầu tiên để mang đến trải nghiệm khách hàng đó. Thì bây giờ những con xe mình muốn êm hơn, muốn bền vỏ hơn thì buộc áp suất vỏ phải đủ. Với những đồng hồ chuyên dụng như vậy, bơm đúng áp suất thì cái xe mình đi nó sẽ bám đường tốt hơn, khoảng cách thắng tốt hơn cũng như là cái vỏ mình đi nó sẽ bền hơn. Thì ở đây Nhật sẽ bơm lại bánh xe trước cho em NVX này sau khi thay nhớt. Trời ơi, nếu mà 1,5 kg như vậy thì áp suất không đủ để cái vỏ mình đi nó lướt hơn, thì thành ra con xe mình sẽ nặng hơn nha anh em. Nặng như vậy thì sẽ hao xăng cho anh em rất là nhiều, cũng như là dễ dẫn đến tình trạng bè cái vỏ quá nhiều và dễ rạn nứt cái thành vỏ. Đó, em thấy đủ ký ha. Và Nhật xin chia sẻ thêm một xíu, nếu như vỏ xe mình quá mềm giống bánh trước thì sẽ có hại về vỏ đúng không? Còn nếu như quá cứng, nó sẽ dẫn đến tình trạng dễ rạn nứt vỏ và mình thắng khoảng cách nó bị dài ra. Đó anh em ơi, phải bơm đúng áp suất để giúp cho con xe của anh em sau khi làm bất cứ dịch vụ gì nó sẽ an toàn hơn về những cái vận hành trên đường cho anh em. Đã là chuẩn dịch vụ năm sau rồi thì sau khi làm nó phải ngon, phải an toàn, phải êm ái mượt mà thì thắng của mình nó cũng phải chuẩn, nếu mà trùng thì mình sẽ hỗ trợ tăng lại luôn. Còn về việc mặt kính và đồng hồ, nếu mình đi á mà đi gửi xe hay gì hay là bụi nó dơ thì sẽ được hỗ trợ lau lại luôn, cho dù là mặt kính và đồng hồ dơ hay sạch. Và dĩ nhiên anh em ơi, những 4 bước chăm sóc xe miễn phí này sẽ hỗ trợ cho anh em Cần Thơ đang được ưu đãi trong tháng 8 về giá vốn của nhớt và trải nghiệm dịch vụ thay nhớt năm sau. Và khi bàn giao xe cho khách hàng á, sẽ luôn nói với khách hàng rằng anh chị dạ mình đi về, có cần hỗ trợ gì thì quay lại tụi em sẽ hỗ trợ cho mình. Và chắc chắn rằng để cho anh em có trải nghiệm về việc thay nhớt chuẩn năm sau đúng không, thì Sáu Hai Bánh luôn có những tiêu chí nhập nhớt nghiêm ngặt như sau. Ví dụ những dòng nhớt ở đây phải là nhớt chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cũng như là hóa đơn chứng từ. Và những dòng nhớt này phải là nổi tiếng thế giới và được anh em tin dùng trong thời gian dài. Và luôn luôn sẽ là những dòng nhớt được nhập mới hàng tuần, cũng như là không bán những hàng trôi nổi, hàng sách tay. Vậy thì anh em ơi, chọn Sáu Hai Bánh không lo nhớt giả và cũng không lo về giá anh em ha. Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp luôn được trau dồi kiến thức về sản phẩm cũng như là những cái đặc tính đặc thù của từng dòng nhớt. Và cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được trau dồi những kinh nghiệm làm việc để mang đến những trải nghiệm kỹ, chuẩn và sạch sẽ cho anh em. Shop Hai Bánh là người đầu tiên nghĩ ra câu nói không quan trọng hóa đơn khách hàng là bao nhiêu tiền, mà quan trọng là phục vụ khách hàng hài lòng và quay lại thường xuyên với Shop Hai Bánh. Như vậy là bên Shop Hai Bánh mình vui rồi, để mang đến tất cả những dịch vụ hài lòng khách hàng để mong khách hàng quay lại thường xuyên. Với những tiêu chí đó anh em ơi, khu vực miền Tây và khu vực Cần Thơ, Shop Hai Bánh thứ 19 đang mang đến cho anh em trải nghiệm thay nhớt chuẩn năm sau cùng với giá gốc trong tháng 8 này. Nhanh tay lên nào anh em miền Tây, anh em Cần Thơ ơi.